Nhu cầu làm đẹp luôn tồn tại và ngày càng trở nên mãnh liệt với chị em phụ nữ bất kể trước đây hay trong thời điểm hiện nay. Và son môi được xem là mỹ phẩm đầu tiên chúng ta nghĩ đến khi trang điểm. Tô son có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn cho các đường nét trên khuôn mặt. Một màu son được chọn không tốt có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ diện mạo. Đó là lý do tại sao chọn màu son phù hợp đóng vai trò rất quan trọng. Dưới đây là một số mẹo chọn son môi tốt bạn có thể áp dụng để chọn loại son phù hợp với đôi môi của mình nhé. Cách chọn màu son dựa trên tông da của bạn Tông da là màu sắc da của con người có thể nhìn thấy bằng mắt thường gồm vàng, trắng, trắng hồng, nâu, ngăm đen. Đây là yếu tố có thể bị thay đổi theo thời gian bởi các tác nhân như thời tiết, mỹ phẩm, nội tiết. Muốn biết được tông da của mình, bạn chỉ cần so sánh với da của người khác thôi nhé. Các loại màu da chủ yếu gồm rất sáng, sáng, sáng trung bình, trung bình, trung bình nâu, nâu, ngăm. Một số gợi ý màu son theo từng tông da mà các nàng có thể tham khảo nhé. Trước tiên là những người có tông da sáng, trắng và trắng hồng thường không kén màu son. Bạn có thể thỏa thích chọn các màu từ tươi trẻ đến quyến rũ như hồng, cam, đỏ. Đối với tông da trung bình và trung bình, nâu, bạn nên chọn son môi màu berry, rượu vang, đỏ thẫm. Còn với cô nàng có tông da nâu và nâu vàng thì nên chọn hồng và hồng san hô nhé. Cuối cùng là những người sở hữu tông da ngăm đen nên chọn son môi có màu đỏ trung bình hoặc đỏ cam sẽ nổi bật lên tông da của bạn đấy nhé. Cách chọn son môi theo độ tuổi. Tùy vào từng độ tuổi khác nhau mà có những cách chọn màu son phù hợp. Đối với tuổi trẻ, dao động trên dưới 20, bạn nên ưu tiên chọn son môi với những màu sắc rạng rỡ, tươi mới và trẻ trung. Các màu phù hợp gồm hồng, cam, đỏ cam, đỏ hồng. Còn với phụ nữ trưởng thành từ 30 tuổi trở đi thì son môi màu đỏ rượu, đỏ nâu, đỏ thẫm là lựa chọn sáng suốt. Bên cạnh đó thì phụ nữ trung niên nên sử dụng màu nhạt như anh đào hoặc hồng cánh sen. Ưu tiên lớn nhất cho phái đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào khi chọn son môi chính là sự phù hợp hoàn cảnh và con người. Những bạn trẻ thường có xu hướng chọn màu thẫm Đậm, đây là điều không nên vì sẽ làm mất đi nét thanh xuân, nhìn già dặn hơn tuổi thật. Phụ nữ trung niên nên chọn màu vừa phải, tránh đỏ, đỏ đậm hoặc tím sẫm. Chọn son môi phù hợp hoàn cảnh sử dụng. Mỗi cô gái đều nên có một số thỏi son, với nhiều màu sắc để lựa chọn sử dụng với từng hoàn cảnh phù hợp. Tùy lúc đi dự tiệc, đi làm hoặc đi chơi cùng các đối tượng khác nhau mà nên chọn son môi phù hợp, tăng nét trẻ trung, tôn vẻ đẹp ngoại hình và tránh tình trạng màu son không hợp hoàn cảnh. Khi đi dự tiệc, trang phục bạn chọn cùng kiểu tóc, cách trang điểm thường sẽ sắc sảo hơn bình thường để tạo sự nổi bật, cuốn hút. Do đó, màu son đi kèm cũng nên là những màu biểu hiện sự quyền lực, mạnh mẽ và không kém phần rạng rỡ. Vì thế mà các tông màu son nên sử dụng đó là cam, đỏ cam, đỏ tươi, đỏ sẫm hoặc có thể phá cách hơn như tím sẫm, tím pha xanh lá hoặc lavender. Khi đi làm ở nơi công sở, yêu cầu đặt ra là bạn cần có phong thái nghiêm túc, thanh lịch. Do đó mà màu son bạn chọn nên là đỏ trung bình, nâu gạch, đỏ gạch hoặc cam đào, hồng san hô. Đây đều là những màu nhẹ nhàng hơn tuy nhiên không kém phần thu hút. Ngoài ra, khi đi chơi, cà phê cùng bạn bè hoặc dạo phố, du lịch, phái nữ thường có xu hướng mặc những bộ đồ năng động, trẻ trung như áo phông, váy xòe, quần short. Để tôn lên nét thanh xuân và xinh đẹp, màu son bạn chọn nên là hồng đất, hồng cam, hồng đào để tạo sự trẻ trung và năng động nhé. Cách chọn son môi theo hình dáng và kích cỡ môi. Con người có rất nhiều cấu tạo hình dáng và kích cỡ môi khác nhau, do đó có cách chọn màu son khác nhau. Xét trên tổng thể, hình dáng môi có thể là hình trái tim, môi dày, môi mỏng, các cô gái sở hữu đôi môi trái tim cực kỳ may mắn, vì những đôi môi này rất dễ lên màu son, gợi cảm và nổi bật. Hình dáng môi này không quá kén màu đâu nhé. Với đôi môi dày, nếu yêu thích sự nổi bật, hãy chọn son môi có tông màu rực rỡ như đỏ tươi, đỏ đậm, đỏ cam và tô tràn viền môi. Nếu ưu tiên sự nhẹ nhàng, mỏng manh thì có thể kết hợp hai màu, hoặc chọn cách tô lòng môi với các màu như mận chín, dâu chín, rượu chát. Lưu ý là hãy tránh xa những màu son quá bóng hoặc pha nhũ. Còn với đôi môi mỏng, để làm nổi bật mình nên sử dụng các màu tươi sáng như hồng và cam, điển hình là cam đào, hồng cam, hồng phấn, các màu son này sẽ làm môi trở nên mềm mại, căng mọng và tự nhiên. Bạn có thể kết hợp kẻ viền môi hoặc pha hai màu son. Ngoài ra, nên tránh những màu tối gây cảm giác già dặn, giảm độ dày môi như tím, đen và xanh lá hoặc là màu nâu. Son môi là mỹ phẩm không thể thiếu với bất kỳ chị em phụ nữ nào. Để chọn lựa loại son môi phù hợp, bạn có thể dựa vào các yếu tố độ tuổi, hoàn cảnh sử dụng, kích cỡ và hình dáng của môi. Ngoài ra, còn nhiều cách để lựa chọn son môi phù hợp khác mà shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ chia sẻ trong những video tiếp theo nhé. Hãy cùng theo dõi shop giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn. Ngoài ra, bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.